Ok, hello, xin chào anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình nhá. Trong video mới nhất ngày hôm nay mình sẽ update và lên cho anh em một phiên bản, một clean mới. Như các bạn thể biết là Solara hiện tại bây giờ được chưa thì nó đang rất là kém script, một số menu nó không chạy được. Thì hôm nay mình sẽ lên cho anh em một cái clean hoàn toàn mới nhất hiện tại bây giờ, đó chính là Zorara. Nó cũng kiểu rara với nhau đấy anh em. Thì cái này rất là tiện cho anh em, chúng ta chỉ cần một cái block chap và cái Zorara web 2.8 này là xong. Link tải mình sẽ để phần bình luận video này để anh em tải về hai cái file này nhá. Sau khi tải về xong cái file, trước khi các bạn tải cái file này này để nó tránh nó bị nó xóa thì các bạn nhớ bấm vào cái phần mũi tên chỉ lên này, bấm vào cái khiên cái Windows Security ở trên máy các bạn nhá. Sau đó anh em vào Virus Threat Protection, sau đó anh em vào Virus Threat Protection Setting, bấm vào Manage Setting ở đây và anh em tắt cái Real Time Protection này đi cho mình nhá. Nếu không là khi các bạn tải về nó sẽ tưởng là virus và nó xóa đi đấy. Ok, rồi sau khi xong nếu là các bạn sẽ cài mình cái block chap, cài này thì việc tính nhanh nhanh là xong thôi, không có gì khó khăn cả anh em nhá. Đấy và cài xong thì anh em đợi một chút để cho nó cập nhật cái block chap này là 2.70 đấy để chúng ta có thể đăng nhập được vào game. Ok, và sau khi các bạn cài xong và anh em đăng nhập cái nick Roblox của anh em vào xong thì nó sẽ hiện như thế này, anh em phải nhìn thấy này, được chưa? Bước thứ hai thì các bạn sẽ giải ném cho mình cái file Zora này, anh em bấm extract file, keep broken file và giải ném file cho mình. Giải ném xong sẽ được một cái thư mục là Zora, anh em bấm vào. Ở đây nó sẽ có hiện như này, anh em bấm vào cho mình cái Zora UI.exe nhá. Các bạn bấm vào này, mình sẽ chọn download. À, nó thiếu này, nó thiếu cái file bạn phải update cái gì .net này thì anh em chỉ việc bấm vào download cho mình nhá. Đấy. Cái .net này này, đó, nó thiếu cái này 64 thì bây giờ mình sẽ tải về cái bản mới nhất của cái này. Anh em chỉ cần bấm vào đây. Đó, và các bạn tải về cho mình nhá. Có một số máy có sẵn, máy mình không có thì mình sẽ bấm vào tải cái này về. Đấy, các bạn tải cái này về này. Windows Desktop này, đó. Thì tí nữa mình cũng sẽ để cho anh em cái link tải Windows Desktop này luôn nha anh em nhá. Runtime này này. Đó, một số bạn không có đây mình sẽ lấy cái Windows Desktop cho anh em xem. Đấy, nhưng máy mình nó thiếu này. Thiếu Windows Desktop là nó yêu cầu cần phải tải thêm đây này. Anh em nhìn thấy không? Đây tải rồi. Đây, Windows Desktop. Anh em nhớ đây này. Đó, mình sẽ để cho anh em cái link tải cái này nhá. Windows Desktop này, mình sẽ bấm vào và mình sẽ cài cái Windows Desktop này vào anh em nhá. Đó, bản mới nhất hiện tại bây giờ cho anh em đó. Máy các bạn 32 tự động sẽ hiện ra 32 cho anh em. Ok chưa? Rồi. Và bây giờ mình sẽ mở lại cái Zora UI.exe. Được chưa? Đây, như các bạn này nhìn thấy. Nhìn cái thiết kế của nó rất là kiểu hiện đại nhỉ, và nó nhìn nó khá đơn giản. Mình sẽ bấm vào đây để xóa này đi và cộng script thì các bạn sẽ dán vào đây cho mình, được chưa ạ? Nó rất là đơn giản, nó vừa hiện đại lại vừa đơn giản. Zorara Windows không bắt cái key anh em nhá. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ mở cái này lên, được chưa ạ? Mình sẽ tắt cái này đi và mình sẽ mở lại Play Roblox một lần nữa. Đấy, anh em cứ từ từ làm bình tĩnh từng bước một. Đấy, nó sẽ như thế này. Rồi và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đăng nhập vào game nha anh em. Đó, và game xong bắt đầu chúng ta mới inject nó anh em nhá. Ok, và sau khi các bạn vào đến game xong thì anh em bấm vào từ đây này. Em để ý cho mình này, từ chữ X này thẳng xuống đây nó có một cái hình kiểu như cái ghim ấy. Anh em nhìn thấy không ạ? Và để ý này, có đây nó báo chữ not connected, tức là cái Zora này chưa kết nối với blockchain của anh em. Anh em từ X này thẳng xuống có ghim này. Các bạn bấm vào cho mình. Đó. Và sau các bạn đợi một chút để đấy, anh em thấy chưa? Thì từ cái đèn màu đỏ nó đã sang màu xanh này. Anh em nhớ là phải bấm vào cho mình một chút để nó kết nối cái Zora này với cái blockchain nha. Anh em thẳng lại X này. Có một cái ghim này anh em bấm vào để cho nó đẹp, nó sang màu xanh. Sau đó anh em bấm vào đây. Bạn dán mình script menu ngày hôm nay vào. Link script menu mình sẽ để phần bình luận nhá. Dán xong anh em để cái hình có cái mũi tên quay sang bên phải anh em nhìn thấy không ạ? Bấm vào cho mình. Đó. Sau đó các bạn đợi một chút để cho hiển thị cái ở đây đấy anh em thấy không? Đấy, bắt đầu script lên rồi. Ôi trời. Ngon lành luôn. Được của nó luôn. Ái xài. Chạy script một phát tự động bật haki màu lên này. Anh em nhìn thấy không? Rất ngon. Bây giờ chúng ta cùng xem nhá. Và đầu tiên thì đây mình sẽ review cho anh em và đảm bảo là cho các bạn là cái Strawberry Hoop này nó chạy được trên cái Zorara này và nó không bị ẩn mất tính năng anh em nhá. Bạn thấy không ạ? Có bypass teleport này, fast attack các thứ này, swap swap đầy đủ hết cho anh em này. Bạn nhìn thấy không ạ? Không bị ẩn nhá. Local player này, được chưa? Ray V4 này hỗ trợ anh em áp tộc này, bay đến đèn thời gian, bay đến cửa các tộc này là hoàn auto hoàn thành nhiệm vụ trial này. Quá ngon đúng không ạ? Trial đo này. Tiếp theo Devin Fruit hỗ trợ anh em random trái, random xương đấy. Ví dụ anh em cần ra auto random fruit nha, random trái bấm vào đây phát. Được chưa? Anh em nhìn thấy. Đấy, được trái khói, trái smoke này. Anh em nhìn thấy. Rất ngon cho các bạn luôn, anh em nhìn này, được chưa? Đó, mình đang test tính năng cho anh em xem nhá. Ngon lành cành nào nhá, random xương này, bấm phát này tự động quay xương này. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Anh em thấy, à đấy, nhặt được cả cái dòng máu. À không, 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 sorry, sorry. Đó, anh em thấy chưa? Tiếp theo ở đây nó có cả, à, cái gì đây, full ray hỗ trợ anh em đi ray này. Ui, starter này, kitsui event, được chưa? Đây là script mới nhất nhá. Những script cũ là không có kitsui đâu, đây có tự động bay đến đảo kitsui, nhặt lửa, linh hồn thứ này. Midrake hỗ trợ anh em tìm đảo thần bí này. C-Event hỗ trợ anh em làm nhiệm vụ C-Event này. Được cho T rồi, sắc sắc Paranya, Fit Crew, cá bà mẹ thì có hết. Item Quest thì hỗ trợ anh em. Và có một cái nữa là cái này nó sẽ vẫn đầy đủ cho anh em tất cả các tính năng. Dự như farm ở đây mình sẽ chọn là farm bằng web, mình sẽ chọn là farm bằng sword nhá, farm bằng kiếm nhá anh em nhá. Đây mình sẽ chọn farm bằng kiếm này. Tự động bật tộc V3, tự động bật tộc V4 này. Đó, chế độ farm thì anh em để chọn địa farm gần này, farm xương này. Được chưa? Farm đầu boss này, ở đây mình chọn farm bone đi, farm xương nhá, sau mình start farm. Đó, được chưa? Hay là chúng ta sẽ dịch chuyển cho anh em đến cái chỗ mà để anh em farm xương. Đây, bảo nó AI nó farm cho anh em nhá. Ok chưa anh em? Đấy, rất là đầy đủ cho các bạn anh em nhá. Full hết tất cả các tính năng. Đó. Thì các bạn có thể đem vào và trải nghiệm thử và đem một số script menu mà anh em hay dùng trải nghiệm thử, chơi thử với cả. Ui, sao mình đang chơi lại bị thằng nào tấn công này? Căng thế nhở? Thực ra đấy.
Ok chưa? Đó. Và link tải của những file này mình sẽ để phần bình luận video này anh em nhá.